Câu chuyện cực kỳ là đau lòng vừa xảy ra luôn cô chú anh chị ơi. Tội nghiệp cho cái hoàn cảnh gia đình này ghê luôn anh chị ơi. Một căn nhà vườn như thế này mà giá bây giờ quá trời nó ngợp luôn anh chị ơi. Đẹp long thần luôn. Nhà mình là nhà vườn đủ loại trái cây luôn. Với tổng hết diện tích đất và nhà của mình là 1.378 m² nha cô chú anh chị. Đó anh chị mà thấy căn nhà mình cực kỳ là rộng luôn ha. Có nhà tiền chế sân rồi ha. Quá trời rộng luôn. Ở trước mình có một cái vườn kiểng nha. Phía sau mình có một cái vườn dừa luôn nha. Thì khi mà anh chị vào căn nhà này bảo đảm 100% anh chị sẽ rớt nước mắt luôn anh chị. Căn nhà là mới xây luôn á, mới xây mấy tháng thôi anh chị. Mà không hiểu sao anh này anh làm nợ rồi sao không biết. Giờ bán luôn, giờ cha mẹ giờ không biết phải ở đâu luôn cô chú anh chị. Giờ ông còn như một cái xác mà không có hồn luôn á. Trời ơi tội nghiệp ơi là tội nghiệp luôn anh chị ơi. Trời, nghe mà rưng rưng nước mắt luôn anh chị ơi. Trời ơi một tháng kiếm đâu ra 20 mấy triệu để đóng tiền lãi anh chị ơi. Quá trời. Anh ba giờ khổ quá cô chú anh chị ơi. Cha mẹ đã lớn tuổi rồi, bà nói chuyện với em bà khóc không cô chú anh chị. Bà giờ bà bỏ nhà bà đi ra nhà trọ ở luôn. Tội nghiệp ghê luôn anh chị ơi. Trời ơi căn nhà như thế này mà bán giá chỉ còn là 1.550 tỷ nha cô chú anh chị nghe. Không làm đâu. Căn nhà vừa đất vừa nhà 1.378 m² mà bán có 1.550 tỷ. Lúc trước là kêu 1.8 tỷ nha anh chị. Đó bây giờ thì không còn gì để mất anh chị ơi. Đang hạ giá cực kỳ là sâu cho mình luôn. Giờ không còn gì để mất rồi. Giờ một tháng đóng 20 mấy triệu tiền lời sao đóng nổi anh chị. Thì địa chỉ căn nhà vườn của mình á, thuộc là xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo của tỉnh Tiền Giang. Thì đường tức nhà của mình á, một lát em sẽ quay từ đường chỗ vị trí căn nhà của mình ra đường nhựa xe ô tô lớn của mình tầm khoảng là 50 m cho anh chị mình xem nha. Thì đất của mình thì nở hậu cực kỳ khủng luôn nha anh chị. Mặt tiền giáp với con đường đan mình được là 19 m nha. Sau đó nó nở hậu nghe cô chú anh chị. Thì hướng nhà của mình là hướng nam nha. Thì phong thủy anh chị hợp hướng nam. Thì anh đây thấy căn nhà cái vị trí cực kỳ là đẹp luôn nha anh chị. Hướng nam là quá trời đẹp luôn rồi. Đây là tất cả là vườn của mình ha. Trên đất mình có trồng chuối, trồng dừa ha. Giờ em sẽ quay căn nhà trước. Sau đó em sẽ quay quay vườn cho anh chị mình và quay cung đường ra tới ngoài đường lỗ lớn cho anh chị mình xem nha. Thì căn nhà này gia chủ báo với em là xây 1 tỷ đúng luôn nha anh chị. Nhà mình thì chủ làm cái nhà tiền chế cực kỳ là rộng luôn. Đám tiệc mình đãi thể là được là 50 mâm vẫn được nha anh chị. Rồi nhà mình có một sân trước, một phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 nhà sau nha. Có hành lang L nên căn nhà mình cực kỳ là rộng luôn ha. Diện tích xây dựng căn nhà mình là khoảng là 200 m² nha cô chú anh chị. Quá trời cái diện tích xây dựng à. Tính luôn nhà sau nha, là chưa tính nhà tiền chế là diện tích xây dựng là 200 m² là có ngoài nha. Nên căn nhà mình cực kỳ là rộng. Một đại gia đình khoảng là 7-8 người vô ở là thoải mái luôn nha. Phòng của anh chị thấy không? Đây là phòng ngủ thứ nhất của mình là cực kỳ là rộng luôn ha. Đóng là phòng ha. Còn mới tanh còn cái mùi thơm, có mùi sơn luôn nha anh chị. Tại mới xây ở có mấy tháng thôi. Thì lúc trước thì căn nhà này là sổ ngân hàng nha cô chú anh chị. Thì bây giờ nợ quá trời mắc nợ rồi. Giờ là cầm ngoài luôn nha cô chú anh chị. Là cầm người thân nha. Là đưa cho người thân luôn rồi. Nên bây giờ lãi không có thể nào mà đóng lãi nổi cô chú anh chị. Một tháng mà đóng 20 mấy triệu là sao. Người thường như mình là đóng không có nổi cô chú anh chị. Làm công nhân bây giờ thì sao đóng nổi một tháng 20 mấy triệu. Câu chuyện này là có thật cho anh chị 100% là thật. Anh chị mình về có thể mình hỏi chủ nhà nha. Thì anh chị mình cũng thấy cái nhà sau mình quá trời rộng luôn ha. Đây mé hông mình là chủ cũng làm cái tiền chế nhỏ nhỏ để mình đi ra ngoài trước ha. Luồn ra ngoài sau nha. Đó đây nhà sau khúc sau này chưa tô. Ở đây thì mình có một cái nhà sau riêng nữa. Đó anh chị thấy không, quá trời rộng luôn. Cái nhà này xây em thấy là phải ngoài mà ngoài 1 tỷ mới đủ chứ 1 tỷ là em thấy không có đủ nổi luôn anh chị ơi. Chưa tính tiền đất nha. Thì vị trí này thì em thấy dân cư cực kỳ là đông nha. Nhà sống với nhau san sát em thấy cũng rất là vui luôn. Thì anh chị nào biết ngay chỗ chợ Phú Kiết, chợ Bến Tanh á, thì mình đi vào căn nhà mình tầm khoảng là 2 km thôi, cũng rất là gần ha. Thì nhà mình cách đường nhựa, đường huyện lộ thì vô căn nhà mình cũng cực kỳ là gần luôn, tầm khoảng là 50 m thôi là mình vô tới căn nhà mình nha. Đó, nhà hướng đất của mình á, giáp cái mặt tiền lộ mình sẽ quay về hướng Tây nha. Nhưng căn nhà mình sẽ quay về hướng là hướng Nam, chánh Nam nha anh chị. Thì từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị mình về căn nhà vườn của mình á, tầm khoảng là 55 km thôi, cũng rất là gần nha. Đó, ở đây mình cũng gần thành phố Mỹ Tho ha. Thì anh chị nào biết ngay chỗ dòng xây cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh á, thì mình đi về đây thì tầm khoảng là 4.5 km nha. Ngay chỗ ngã tư Lương Phố thì tầm khoảng là 3.5 km. Thì đây là vườn trái cây của mình ha. Đây là tên đất mình này có dừa với chuối nè. Em thấy có dừa có chuối nha. Dừa ở đây sao thấy tái gì đâu, quá trời tái của chú anh chị ơi. Thấy là lùng có chút xíu mà có tái chân nè. Đó chuối dừa đó. Đất mình đất sạch sẽ không có mồ mả nha anh chị. Đó anh chị không, đất chỗ em đi là đất của mình hết luôn nha. Đó tên đất thì trồng dừa với chuối thôi. Đất của mình á, thì vẫn là còn cây lâu năm. Thì anh chị nào muốn lên thổ cư thì bên em sẽ hỗ trợ nha. Thì giá thổ cư ở đây tầm khoảng 20 triệu cho 100 m² nha. Đó là cái đất thổ cư. Đó đây cái vườn dừa này quá trời luôn. Đây về mình có thể chăn nuôi trồng trọt thêm nữa được nha. Đất quá trời nhiều anh chị. Tới 1.000
378 mét vuông nha. Đất mình là đất trồng cây lâu năm, có sao em nói vậy ha. Xung quanh đất mình thì không có mồ mả nha. Thì hôm bữa em có đăng cái clip này một lần rồi, đó là nhân viên em nó đăng, em nên em hôm nay em chính em xuống luôn để em quay em đăng lên cho anh chị mình nắm luôn nha. Thì hôm nay em đích thân em xuống luôn anh chị ơi. Quá trời căn nhà này nó quá đã anh chị ơi, ngon quá trời ngon luôn à. Giờ về bỏ tiền đất, thấy anh chị tính tiền đất ra cũng bao nhiêu tiền rồi, giờ cái nhà bao nhiêu tiền nữa rồi. Lúc trước là em nói thật luôn là 1 tỷ 8 nha anh chị. Giá 1 tỷ 8 là chủ nói bớt chừng khoảng 100 triệu thôi. Nhưng hôm nay lãi quá trời lãi anh chị ơi, không thể nào mà đóng nổi nữa rồi, nên phải bán gấp, nếu càng để lâu là càng chết nha anh chị. Nên chủ nên bán chỉ còn là giá 1 tỷ 550 triệu là giá chốt nha anh chị. Em nghĩ là giá chốt rồi chứ thương lượng nhiều không được nha. Tại vì chủ nói em giá này là quá trời rồi, không thể nào mà xuống nổi nữa rồi. Thà để mất nhà luôn chứ giờ còn gì nữa đâu, đóng lời sao nổi nữa. Giờ dai bên ngoài hết mấy trăm triệu rồi, gần cả tỷ bạc rồi anh chị ơi. Thì đường tức nhà của mình á, bây giờ em sẽ chạy từ từ ha. Rồi em sẽ qua quay cung đường cho anh chị mình xem nha. Thì đường tức nhà của mình ha, đường 1,5 m nha anh chị. Dân cư anh chị mình cũng thấy ha, cực kỳ đông đúc ha, nhà sống với nhau san sát ha. Có cổng rào xung quanh luôn anh chị thấy không. Nên anh chị mình cứ yên tâm về đây sinh sống nha. Đó, chỗ mí tay em đi à, chỉ qua bên phải của mình, bên trái của mình á là 19 mét nha. Sau đó nhà của mình nở hậu cực kỳ rộng ở trong nha. Nhà mình là hướng nam và hướng ngược lại chừng khoảng là 50 mét thôi, mình ra đường huyện lộ nha. Mình đây mình ra đường huyện lộ chỉ khoảng là 50 mét thôi anh chị ạ, là ra đường huyện lộ. Điểm yếu của nhà mình là con đường ha, chứ nhà cửa thì em thấy nhà cửa với đất là cực kỳ đẹp rồi. Là con đường của mình thì nó tầm khoảng 1,5 m thôi, có sao em nói vậy nha, để không có mất thời gian anh chị về đây xem, dễ mất thời gian em luôn. Thì cái giá này thì em thấy cũng còn rất là hợp lý để cho anh chị mình về đây sinh sống có một căn nhà vườn nha. Thì video của em đến đây cũng chuẩn bị hết rồi. Em cảm ơn anh chị đã xem hết video của em và xin cho em xin một lượt đăng ký kênh anh chị và một nút like để em có động lực em ra clip mỗi ngày cho anh chị mình xem nha. Đó, giờ em sẽ chạy ra từ từ cung đường lớn cho anh chị xem ha. Tầm khoảng là 50 mét thôi anh chị ạ. Đó, đây có một con đường cực kỳ là rộng lớn luôn ha. Em xin kết thúc ạ.